Từ từ các bạn ơi, để mình lụm cái con chuối vàng này đã nhé. Hế nhô, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Và mình là Còi đây he. Các bạn ơi, hôm nay ở video này Còi vẫn tiếp tục cuộc hành trình săn phun bách khoa toàn thư côn trùng nha các bạn ơi. Và đặc biệt trong lần này là Còi sẽ mở series chuỗi cuộc hành trình săn cua dừa nha các bạn ơi. Vì cái con cua dừa á, đến tận bây giờ Còi vẫn chưa thể nào mà thấy em nó dù chỉ một lần các bạn ạ. Nhưng mà thú thật với mọi người là Còi cũng ít khi di chuyển qua khu nghỉ dưỡng nữa ấy, nên là không thể nào gặp em cua dừa là đúng rồi hi. Cho nên là trong cuộc hành trình lần này là Còi sẽ chú tâm đến em cua dừa nhiều hơn. Là Còi sẽ di chuyển là khu nghỉ dưỡng là chủ yếu cho săn cho bằng được em cua dừa nha các bạn ơi. Từ bây giờ Còi sẽ săn cho bằng được em nó cho đến khi nào kết thúc chuỗi series săn cua dừa của Còi nha các bạn ơi. Mong các bạn hãy luôn theo dõi hành trình săn cua dừa của Còi nha. À, và có vấn đề này Còi phải nói cho các bạn biết luôn nè, là Còi cũng vừa mới quay trở lại game sau khoảng thời gian nghỉ game một tháng ấy. Cho nên là bây giờ Còi quay trở lại game rồi nè, và Còi muốn thay đổi chỗ danh sách bạn bè này của Còi xíu nha các bạn. Đó là Còi sẽ lọc xóa hết tất cả những ai đã kết bạn với Còi nè, để Còi kết bạn lại với những ai thường xuyên tương tác với Còi nha. Tương tác với Còi có nghĩ là hay thả tim, like video của Còi nè, đăng ký kênh của Còi nè, và Còi chỉ giữ người quen người thân của Còi thôi nha các bạn ơi. Cho nên là nếu Còi có xóa ai đã kết bạn với Còi rồi thì cho Còi xin lỗi các bạn rất nhiều nha. Nhưng Còi vẫn sẽ kết bạn lại với các bạn đó nha. Và ai muốn Còi kết bạn thì hãy nhớ tương tác like video và đăng ký kênh, rồi bình luận tên nhân vật ở dưới video để Còi kết bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều nè. Rồi bây giờ Còi lọc bạn bè nhé các bạn ơi. Rồi nha, vậy là Còi đã lọc xong rồi nhé. Nếu Còi đã xóa kết bạn phải ai thì cho Còi xin lỗi các bạn rất nhiều nhé. Và Còi vẫn sẽ kết bạn lại với các bạn nè. Chỉ cần các bạn like video, đăng ký kênh và bình luận tên nhân vật ở dưới video để Còi kết bạn nha các bạn ơi. Được rồi, bây giờ chúng ta quay trở về chủ đề nè. Là Còi sẽ bắt đầu cuộc hành trình săn cua dừa nha các bạn ơi. Bây giờ Còi phải phóng xe qua khu nghỉ dưỡng luôn nè để xem có gì bên đó không nha các bạn ơi. Bây giờ Còi đi lượn một vòng quanh khu nghỉ dưỡng xem lỡ may gặp được cua dừa là hú hồn luôn nè các bạn ơi. Úi, Còi thấy gói thẻ vàng kia các bạn ơi, lụm lẻ. À thì vì Còi mới chơi lại nên chưa săn full thẻ nè các bạn ơi, nên là Còi thấy gói thẻ gì là Còi phải nhặt hết luôn đó. Thẻ 5 sao luôn, mà thẻ này Còi có rồi hu. Các bạn có ai full 120 thẻ chưa bình luận cho Còi biết với hi. Rồi đi kiếm cua dừa tiếp thôi nào. Sau khi lượn một vòng quanh khu nghỉ dưỡng thì Còi chả thấy gì, chỉ thấy cái nịt to đùng ha. Nói chung là con cua dừa này là côn trùng hiếm nhất game ấy, nên là rất khó kiếm luôn. Vậy nên là Còi cũng sẽ phải đào các map khác để kiếm thêm các côn trùng khác, và Còi vẫn sẽ thường xuyên qua khu nghỉ dưỡng để kiếm cua nha các bạn ơi. Đây rồi he, một chú bướm vua đang bay lượn trước mặt Còi nè, lại phải bắt em nó thui hi. Đố các bạn là Còi có bắt được em nó không nè. Hãy like video nếu Còi bắt được nè, và hãy đăng ký kênh nếu Còi không bắt được nè. Cùng xem kết quả nè hi. Trời ơi, di chuyển mỏi cả tay mà em nó không chịu bay lại gần Còi để Còi bắt các bạn à, lì không cơ chứ. Chạy đâu cho thoát nè he. Ấy mà có vương miện thì tuyệt cả là vời luôn, vì Còi chưa có sở hữu bướm vua vương miện các bạn à. Các bạn sở hữu bao nhiêu em bướm vua này rồi nè?
coi mới sở hữu có một em và mới bắt được em nãy nữa là hai em bướm vô nha các bạn. À còn có bướm chai xanh này nè các bạn ơi, bắt luôn. Rồi bay luôn rồi. Còi lại phải chạy qua khu nghỉ dưỡng tìm cua dừa thôi. Tự nhiên qua khu nghỉ dưỡng cái còi thấy có thông báo xuất hiện dương cao cấp nè nên là phải leo lên con rồng và bay đến để câu thôi. Uầy, các bạn này câu gần xong dương luôn rồi. Rằng co một hồi lâu thì cũng gần hết máu dương rồi nè các bạn ơi. Rồi, do còi đến câu muộn nên gây sát thương có ít, chỉ được dương thường thui hu hu. Được rồi, quay trở lại với hành trình tìm kiếm cua dừa thôi nào các bạn ơi. Và bây giờ là còi sẽ cho các bạn xem những pha highlight mà còi đã gặp và bắt thành công các con bọ nền tím nha các bạn. Chúc các bạn xem vui vẻ à. Oh.
is the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Rồi còi lại qua khu nghỉ dưỡng kiểm tra xem có cua dừa không nè. Nếu không có thì còi xin dừng video tại đây nha các bạn ơi. Tạm dừng phần 1 của cuộc hành trình săn cua dừa của còi nhé. Mong các bạn hãy luôn theo dõi cuộc hành trình săn cua dừa của còi nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ và theo dõi còi nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.